Chào quý bà con cùng các cháu. Chào cả nhà. Bữa nay tôi cho bạn món là thịt heo kho rượu với hột vịt. Ngon ha. Món này ngon lắm bà ơi. Tết mới được ăn đó, mà giờ tôi mua cho bạn coi cho bạn. Vậy mình rửa thịt ha. Rồi rửa thịt đây, tôi luộc vịt. Rồi bây giờ mình đổ nước vô, mình luộc vịt. Đây là hột vịt tôi sẵn, chúng ta đi chợ nè mua mà ngon quá trời hột vịt luôn. Bỏ vô mình luộc luôn. Rửa thịt, bỏ miếng muối vô. Bây giờ tôi xắt thịt nha, ăn ớt, quần ba, luộc trứng. Rồi, giao cho nhịp xong, xắt thịt. Thịt bữa nay bà mua ngon quá bà ơi. Ngon. Nhớ hồi xưa bà, trời ơi, tới Tết mới được ăn thịt kho rượu. Giờ mình có tiền ăn được mà ngon nữa chứ, cũng ngon lắm. Dân mình bây giờ yếu rồi, thì ra mình ăn thịt kho rượu là nó ngon, chứ còn thịt kho, thịt xào mình nhai cũng đâu có nổi, đâu có đứt. Tại bữa nay tôi có khát nhưng mà. Khát, nay thấy đẹp lão à. Lão phải không? Râu ria sạch sẽ phải không? Đó, tôi tranh thủ bà bán kia về tôi đi hết tóc cậu râu rồi. Đi bán vậy nó mất tiêu. Bà có sợ tôi có bà khác không? Để này đẹp trai quá à, có bà khác à. Về chắc không thì bây giờ mình đặt tỏi hành là mình bầm. Bắt nước cho nó sâu lên, bỏ thịt vô cả nhà. Rồi sau khi mình băm tỏi hành nhuyễn mình bỏ vô thịt, mình ướp cho thơm. Rồi trứng chín rồi tôi đi lột trứng ong ra ướp thịt đi nha. Rồi ướp thịt. Rồi mình đã tỏi rồi thì mình cho miếng nước màu vô. Dùng cái xáo trộn thịt nó đỏ đều mới được, nó ngon thấy thịt nó thèm. Trộn đều rồi nước màu đi. Đó, để mình chế bao nước kia cái nó dảo nước màu ra nó không dính. Rồi sau khi mình trộn nước màu đều thì mình bỏ một muỗng bột ngọt vô. Xong rồi mình bỏ một muỗng cano, 2 muỗng đường. Cái kho rượu của mình phải bỏ 3 muỗng đường nó mới ngon. Nay kho nước dừa, hột vịt mà không có nước dừa cả ông ơi. Không cần, đường nó vô rửa ngon. Kho đường thì không có dừa. Rồi bắt đầu mình cho miếng nước mắm biển vô, nó thấm nó khô. Nay mua tiếng Việt cũ ông, lột dễ lột sức vậy. Dễ lột ngon lắm. Còn không biết hột vịt mới lột nó tróc tùm lum hết. Mình trộn đều hết trơn cho nó thấm vô thịt trơn, rồi nước sôi cái mình bỏ vô là bắt đầu nó ngon. Rút thịt vô hết trơn, nó rút vô thịt hết. Cái gì rút vô thịt hết. Rồi bây giờ ta ướp được 10-15 phút rồi nó thấm rồi, mình đổ vô. Để cái chảo. Thịt đã săn rồi mình bỏ trứng vô. Nướng. Mua củi lại cho nó gọn, cho nó sạch sẽ nữa. Gần như nó có ấy nó không sao, mua cũng không sao. Con dòm thấy bầu dì móc của chú Năm không? Khoảng chừng 1 tháng nữa thôi là chú Năm sẽ có bầu dì móc. Móc ăn. Giờ thịt nó sôi lên có bọt ăn mình nha, mình vớt. Cái ba củ dừa này xài trời mưa ướt ở lâu khô lắm, bây giờ bó nó khô bỏ trong chòi để chụm, cái để con này mưa ướt nó mưa lần tháng sau chưa khô. Củ tre còn đỡ chứ củ dừa là phải ấy tranh thủ. Ê trời, dạ yếu rồi làm gì đây nó mệt mỏi. Giờ đây đây nó gọn rồi. Làm gì làm chứ anh cũng không quên gì, mình ngó lục bình mà ăn nó mát là vậy cũng được nữa. Vậy năm bữa nay có thịt cua nhiều làm chấm với nước thịt nha, ăn nó ngon dữ lắm, ăn mới mà ngon. Cái nào mình cảm thấy ăn tốt thì mình cứ ăn à, ăn mát dễ ngủ nữa. Trời ơi, chẳng có mấy con muối này ngon quá, nó nở rồi nó mọc bò, hái luôn, ăn luôn, thịt luôn, ngon quá con nào con muối này, trời ơi, mấy cái trái luôn, quá trời non. Bây giờ thịt cũng đã chín rồi, chú Năm nhắc xuống thì sẵn còn lửa để chú Năm bắt ấm nước lên. Rồi, chỉ mình bắt nước lên, không còn để than quá. Không phải rau non quá ông ơi. Biết hái thì được chứ mà. Mình hái hoài mà còn non hoài ha. Non. Biết cách hái lục bình thì phải không? Được rau non vậy đó. Hồi nãy tôi đi trên mà giúp cậu dẫn đó, tôi tóm được ở dương mới gà cua đó cho bà ăn, bà thầy bà cua đó ăn nó có vị thuốc gì đó bà nói đó. Cái con cua có vị thuốc. Cái này ông thấy một bình non xíu nè. Giá bằng cua thì nó có vị thuốc nhưng mà mình hái ở vườn đất mình nó ăn được, chứ còn nếu mua ở chợ cũng không chắc ăn bởi thuốc không à. Mình hái ở đất mà nhà mà vườn mình thì nó sạch sẽ, không có thuốc sâu, ăn là có vị thuốc đó, tốt đó, không có nhức mình nhức mẩy nữa. Trước khi ăn cơm á, chú Năm có đôi lời về đến cô Phan là chú Năm rất chân thành cảm ơn cô Phan đã tài trợ và giúp cho chú Năm được $100 chú Năm không biết nói gì hơn. Cầu nguyện ơn trên phù hộ cho gia đình cô Phan được dồi dào sức khỏe và màn ăn phát đạt. Hôm nay á, là chú Năm được một bữa ăn ngon. Giờ mời quý bà con cùng các cháu ăn cơm với chú Năm. Cái cơm ơi. Em cũng cảm ơn cô Phan rất nhiều. Con mỡ hơn thịt ăn. Mỡ. Cô ăn được mình thuốc nhức mỏi được ăn biết. Chào mẹ. Đây. Quá ngon. Ông nửa trứng bà nửa trứng. Rồi cho bà ăn thử rồi bữa nay Tết kho ngon không? Ngon không? Ngon quá. Không ớt gì phải ăn quá. Đây. Nhớ mấy đứa con hồi xưa không? Nó cứ hả mỗi lần ngày Tết nó nhớ cái thịt khô hiệu quá. Cha làm thịt khô hiệu mà cha kho mới được nha, cha ốp mới ngon. Ăn gì ăn cũng không có quên mà ngó lục bình thôi. Ngon quá, ngọt quá. Ngon vô cùng luôn. Vô cùng luôn. Nhưng mà Quỳnh không được ăn cái bằng cua. Cái bằng cua nó thơm thơm, nó giòn giòn. Bữa nay cầm 4 chén không bội. Ngon quá. Mỡ không này mỡ. Bụng chén cùng luôn á, bữa nay thì bởi nó chán rồi. Ba nè, chán ba nè. Thịt ngon quá, thơm quá. Thơm thơm béo béo. Con vịt béo quá bà ơi. Cái mua vịt cũ á, lột nó bóng lưỡng nè. Béo quá. Mua nhập mới cái lột nó lỗ hang không. Ăn cơm ngon quá rồi. Ngon không? Không. Rồi thì chúng ta mới ăn xong, chúng ta xin tạm dừng video tại đây. Hẹn video sau, chúng ta sẽ làm hay hơn và hấp dẫn hơn cho quý bà con cùng các cháu xem. Chào.